Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài tính chất ba đường cao của tam giác. Trong bài này chúng ta gồm có các phần sau đây. Thứ nhất là định nghĩa đường cao của tam giác, tính chất ba đường cao trong tam giác. Rồi phần đặc biệt là các tính chất đặc biệt trong tam giác cân và trong tam giác đều. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài mới. Bài tính chất ba đường cao của tam giác. Nó xếp phần một nhỏ là định nghĩa. Cho tam giác ABC, vậy đường cao của tam giác là đường như thế nào? Thì đường hạ từ đỉnh A xuống vuông góc với cạnh BC, với đường thẳng trước cạnh BC này, thì cái đoạn thẳng đó được gọi là đường cao của tam giác. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em vẽ. Chúng ta sẽ nhớ lại định nghĩa trước. Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ đỉnh đến đường thẳng trước cạnh đối diện được gọi là đường cao cho một tam giác. Chúng ta có thể dùng OK để vẽ đường cao. Nhưng mà ở đây cô sẽ chỉ các em dùng thước thẳng và vạch chia trong thước thẳng. Đó, thì chúng ta thấy là đây là thước thẳng. Chúng ta sẽ dùng các vạch chia trong thước thẳng này. Muốn vẽ vuông góc với BC thì chúng ta đặt cái vạch chia này trùng với cạnh BC, và thước thẳng thì cạnh thước thẳng thì đi qua đỉnh A. Rồi chúng ta vẽ đường AI này, thì đó chính là đường vuông góc và gọi là đường cao trong tam giác ABC. Như vậy trong tam giác ABC có 3 đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, thì bạn nào cũng biết nó sẽ có 3 đường cao. Trong một tam giác thì có 3 đường cao. Chúng ta sẽ xếp vào phần hai nhỏ là tính chất ba đường cao trong tam giác. Đầu tiên, tam giác ABC là một tam giác nhọn, có ba góc nhọn. Thì chúng ta thấy là hồi nãy chúng ta đã vẽ được đường cao AI rồi. Đó. Chúng ta đặt cái vạch chia của thước trùng với BC và cạnh của thước đi qua đỉnh A. Ta vẽ đường cao AI của tam giác ABC. Ta vẽ tiếp đường cao kẻ từ đỉnh B, đỉnh C chứ, đỉnh C xuống cạnh AB, vuông góc với đường thẳng trước cạnh AC, AB. Thì các em thấy là đây là đường thẳng, đường cao ACK. Đó, nhớ là vạch của thước thẳng trùng với AB. Rồi chúng ta vẽ tiếp đường cao hạ từ đỉnh B xuống vuông góc với đường thẳng trước cạnh AC là đường cao BR. Vì vậy chúng ta thấy là trong tam giác có ba đường cao. Và nhìn vào hình vẽ này chúng ta thấy là ba đường cao này nó cùng đi qua một điểm. Và cái điểm này được gọi là trực tâm của tam giác ABC. Vì ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Và điểm này gọi là trực tâm của tam giác ABC. Đây là tam giác nhọn, có ba góc nhọn. Bây giờ đối với tam giác tù thì sao? Tam giác ABC tù thì cũng cách vẽ tương tự, ta vẽ AI vuông góc với BC thì AI này là đường cao thứ nhất. Rồi bây giờ vẽ từ đỉnh B xuống vuông góc với đường thẳng trước cạnh AC để được đường cao thứ hai. Đó, như vậy chúng ta phải bắt buộc phải kéo dài cạnh AC. Đó, chúng ta sẽ có BK vuông góc với cái đường kéo dài của cạnh AC. Ta được đường cao thứ hai BK. Và đường cao thứ hai ba là hạ từ đỉnh C xuống vuông góc với đường thẳng trước cạnh đối diện AB này là đường cao CD. Thì trong trường hợp thứ hai này tam giác ABC là tam giác tù. Thì chúng ta có ba đường cao là AI, BK và CD. Thì kéo dài ra ta sẽ thấy là ba đường này kéo dài, nó cách nhau tại điểm H. Thì H này là trực tâm của tam giác này. Và các em để ý là trực tâm của tam giác tù thì nó nằm ở ngoài tam giác, điểm H này ngoài tam giác. Trong trường hợp tam giác ABC là tam giác vuông thì cách vẽ tương tự, chúng ta có AI vuông góc với BC là đường cao thứ nhất. Cạnh AB vuông góc với cạnh AC
Như vậy lúc đó chúng ta thấy là AB là đường cao thứ hai trong tam giác vuông ABC này, là vì nó vuông góc với đường thẳng chứa cạnh đối diện là đường AC, và AC cũng vuông góc với AB, cho nên nó là ba đường cao, đường cao thứ ba. Và lúc đó trực tam AH sẽ trùng với lại A trong tam giác vuông, thì đỉnh góc vuông tính là trực tâm của tam giác vuông luôn. Đó, trong trường hợp này các em thấy đó. Bây giờ chúng ta xét đối với tam giác cân thì đường cao, đường trung tuyến, đường trung trực, đường phân giác trong tam giác cân chúng ta có bốn loại đường cao. AI vuông góc cho nó là đường cao. IB bằng IC thì lúc đó AI này chính là đường trung tuyến của tam giác ABC. Nhớ ABC có AB bằng AC cho nên nó là tam giác cân. Và AI cũng chính là đường trung trực vì nó vuông góc và nó đi qua trung điểm của BC này, IB bằng IC. Nó cũng là đường phân giác, tôi thấy hai cái góc bằng nhau này nó là đường phân giác luôn. Như vậy, trong một tam giác cân thì đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời cũng là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao của tam giác đó. Ở đây nếu người ta cho AI là đường trung trực thì ta suy ra ba đường còn lại. Nếu người ta cho AI là đường trung tuyến thì các em sẽ suy ra AI cũng là đường cao, cũng là đường trung trực, cũng là đường phân giác luôn. Còn tức là nếu cho AI là đường phân giác thì chúng ta cũng suy ra ba đường còn lại. Đó, định lý này nó nói tính chất đặc biệt của tam giác cân. Rồi, tính chất này các em cũng có thể dễ dàng chứng minh được. Ví dụ nếu nó là đường trung trực rồi, AI là đường trung trực rồi, thì chúng ta sẽ xét tam giác AIB và tam giác AIC. Nó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc AIB bằng góc AIC bằng 90 độ góc, và IB bằng IC vì giá đường trung tuyến, thì hai tam giác sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Thì lúc đó ta sẽ suy ra được góc IAB này sẽ bằng với lại góc IAC, và lúc đó AI là đường trung tuyến, là đường phân giác. Rồi, nó vuông góc thì nó là đường cao, nó đi qua trung điểm này thì AI cũng chính là đường trung tuyến. Đó, thì trong trường hợp các trường hợp còn lại thì cũng có thể dễ dàng chứng minh. Như vậy, nếu tam giác ABC là tam giác cân thì các em người ta cho nó là đường một trong ba đường, bốn đường này, đường cao, đường trung tuyến, đường trung trực, đường phân giác, thì chúng ta sẽ suy ra được ba đường còn lại nhé. Chúng ta sẽ một tính chất đặc biệt nữa đối với tam giác cân là nếu một tam giác bình thường mà đường phân giác vừa là đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác thì tam giác đó sẽ là tam giác cân. Cái định lý này chúng ta đã chứng minh ở bài 42 trong sách giáo khoa rồi. Đó là chỉ việc các em vẽ tia đối của tia IA. IA vẽ tia đối thì lúc đó IA phải bên đây, ta sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Thì lúc đó ta suy ra được ngay. Đó, trong bài 42 đã chứng minh rồi, các em xem lại bài 42. Trong một phần nữa đặc biệt đối với tam giác đều. Tam giác đều thì giao điểm của ba đường trung tuyến là trọng tâm. Trọng tâm. Rồi giao điểm của ba đường cao là trực tâm. Rồi, hoặc là điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là cái điểm đó chính là giao điểm của ba đường trung trực, và điểm nằm trong góc và cách đều ba cạnh là giao điểm của ba đường phân giác, thì bốn điểm này nó sẽ trùng nhau. Đó. Thì điểm O này nó sẽ là trọng tâm của tam giác đều ABC, nó cũng là trực tâm của tam giác đều ABC, và nó là giao điểm của ba đường trung trực và giao điểm của ba đường trung tuyến luôn. Đó. Cái tính chất đặc biệt trong tam giác đều.
Bây giờ ta sẽ nghiên cứu một số bài tập trong phần này. Bài thứ nhất là bài 59 trang 83. Cho hình 57 chứng minh NS này vuông góc với LM này. Và khi cho góc N này bằng 50 độ, hãy tính góc MSB ở đây và góc BSQ ở đây. Chúng ta xét từng câu. Câu A là chứng minh NS vuông góc với LM. Thì các em thấy là LB vuông góc với MN. Vậy lúc đó trong tam giác này thì có cái đường LB vuông góc thì nó là đường cao của tam giác LMN. Đó. Tương tự như vậy, MQ vuông góc với LN cho nên MQ cũng là đường cao của tam giác LM này. Và hai đường cao này cắt nhau tại S. Cho nên S này chính là trực tâm của tam giác LMN. Đó là trực tâm của tam giác này. Mà trực tâm thì đường thứ từ đỉnh tới trực tâm chính là đường cao thứ ba. Từ đó suy ra NS là đường cao thứ ba và có nghĩa là suy ra được NS vuông góc với LM này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần B là khi cho cái góc LNB bằng 50 độ thì các em hãy tính hai cái góc này là góc MSB và góc BSQ. Thì các em nhìn thấy trong này. Ở đây chúng ta thấy là tam giác MSB này nó vuông tại B. Cho nên góc BMS cộng với MSB sẽ bằng 90 độ, hai góc này nè, cộng lại bằng 90 độ. Rồi bây giờ xét tiếp tam giác MQN thì nó vuông tại Q. Cho nên cũng cái góc NMS này đó, cộng với góc N này sẽ bằng 90 độ. Đó. Các em thấy là hai cái tổng này nó bằng nhau, cùng bằng 90 độ. Mà trong này thì góc QN, QMN và góc FMN, FMB này là hai góc bằng nhau, hai góc này bằng nhau. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được góc QNM này sẽ bằng góc MSB, có nghĩa là suy ra được góc này. QNM, đấy, QNM sẽ bằng góc MSB, hay là MSB này và bằng với góc LNB này và cùng bằng 50 độ. Đó, vậy chúng ta tính được góc này. MSB này bằng 50 độ rồi. Bây giờ làm sao tính được góc BSQ? Thì cô suy nghĩ là có nhiều bạn đã biết, chúng ta sử dụng phương pháp kề bù thôi. Cộng hai góc đó bằng 180 độ kề bù và suy ra góc còn lại BSQ sẽ bằng 180 độ trừ cái góc MSB đó, và 130 độ. Chúng ta xét tiếp cái bài số 61, trang 83. Cho tam giác ABC không vuông, gọi H là trực tâm của tam giác đó. Hãy chỉ ra các đường cao của tam giác HBC. Rồi chỉ ra trực tâm của nó. Tương tự, đường cao của tam giác HAB và trực tâm. Đường cao của tam giác HAC và trực tâm. Rồi đối với bài này chúng ta sẽ gọi chân các đường cao đó. Các đường vuông góc đó là chính là D, AD, BE và CF. Giờ gọi D, EF là chân các đường vuông góc kể từ A, B, A, B, C của tam giác ABC. Thì chúng ta có AD vuông góc với BC. Rồi BF, BE vuông góc với AC và CF sẽ vuông góc với AB. Như vậy, làm sao tìm được
các đường cao của tam giác HBC. Thì các em thấy là tam giác HBC này có HD vuông góc với BC. Đó, cho nên là HD này chính là đường cao thứ nhất, hay là AD là đường cao từ H xuống BC. AD là đường cao thứ nhất. Rồi, bây giờ ta vẽ tiếp, mà ta thấy tiếp là vuông góc với HC chính là vuông góc với đường kéo dài của HC là FC là có BF hay là BA. BA là đường cao kể từ B trên HC. Rồi tương tự như vậy thì cái đường CA này vuông góc với BE, cho nên đường CA này là đường cao thứ ba kể từ đỉnh C xuống vuông góc với cạnh BH trong tam giác BHC này. Là ba đường cao này cắt nhau tại A, cho nên A này chính là trực tâm của tam giác BHC. Như vậy tam giác BHC này sẽ có ba đường cao là AD, AB và AC cắt nhau tại A, và A này là trực tâm của nó. Rồi giờ các trực tâm của tam giác HAB thì đầu tiên các em thấy là HF vuông góc với AB, có nghĩa là CF vuông góc với AB thì nó là đường cao thứ nhất. Rồi tương tự như vậy, vuông góc với AH này trong tam giác HAB này chính là BC. Vậy BC là đường cao thứ hai của tam giác HBC này, và tương tự là AC là đường cao thứ ba của tam giác HAB này. Vậy trực tâm của nó chính là điểm H. Còn tương tự như vậy, tam giác AHC thì có trực tâm là điểm B. Như vậy điểm B ở đây. Rồi, hôm nay chúng ta đã nghiên cứu xong cái bài tính chất ba đường cao. Về nhà các em học thuộc tính chất ba đường cao của tam giác và làm thêm bài tập số 60 và 62 trong trang 83 nhé. Chào các em. Chúc các em nhiều sức khỏe.